Xin chào tất cả các bác nha. Đầu tiên thì chúc các bác sẽ có một thời gian và đặc biệt là sẽ có những thông tin bổ ích khi xem video của em. Và như tựa đề thì hôm nay sẽ dành làm một chiếc video để chia sẻ cũng như là giao lưu các bác về cái thời điểm mà chúng ta sẽ tiến hành phun kích bông cho những cây hồ tiêu của chúng ta nha bác. Đây là những cây hồ tiêu sau khi thu hoạch và cũng đã bắt đầu có những trận mưa bác. Và thì bắt đầu những mắt ngủ cũng đã bắt đầu đất ra rồi bác. Và chúng ta video này thì cũng mang tính chất tham khảo thôi, bởi vì không phụ thuộc vào kinh nghiệm cũng là cách chăm sóc của từng nhà vườn đó. Cứ chia sẻ lên thôi các bác, cái gì được thì chúng ta tiếp thu, còn cái nào chưa được thì chúng ta cùng nhau giao lưu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm bác. Rồi, đây là những cây hồ tiêu sau khi đã gặp những trận mưa, 3-4 trận mưa thì bữa nay cựa cũng đã bắt đầu nứt đấy bác. Đây, những cái cựa ngủ, những cái mắt ngủ này bữa nay đã bắt đầu nứt rồi. Rồi, có những thì những cái bắt đầu nhú cựa khá là dài bác. Giai đoạn này thì chúng ta sẽ tiến hành phun kích bông để giúp cho cái bông của chúng ta nó ra nó đều, cũng như là cái tỷ lệ trái nó nhiều hơn là tỷ lệ lá ấy bác, tránh trường hợp nó ra lá. Cho nên là chúng ta sẽ tiến hành phun kích bông. Cái thời điểm phun kích bông tốt nhất thì đây bác, nói chung là những cái mắt ngủ nó đã bắt đầu nứt ra như này. Đây, các bác kiểm tra vừa thấy những cái mắt ngủ nó đã nứt và sưng lên như này, nhú ra như này thì chúng ta sẽ thành thời điểm này là chúng ta tốt nhất để chúng ta phun kích bông bác. Kích bông là gì bác? Kích bông này là kích thích cho nó ra bông bác, tránh trường hợp nó ra lá, cũng như là để giúp cho cái bông nó ra nó ổn định cũng như là đều như các bác. Đây. Như vậy là cái thời điểm chúng ta phun kích bông tốt nhất là cái thời điểm mà những cái mắt ngủ này nó bắt đầu nứt và nhú lên như này các bác. Đây, nó bắt đầu nhú nhọn nứt như này là cường lên như này, chúng ta tiến hành phun kích bông. Về các loại thuốc phun kích bông thì các bác ra đại lý các bác. Ra đại lý thì các bác nói mua cái loại thuốc kích bông là người ta sẽ hướng dẫn cũng như là giới thiệu cho các bác các loại về kích bông. Thường thì cũng là các dòng phân bón lá có hàm lượng lân cũng như là kali cao mắc để giúp cho kích bông của chúng ta nó kích thích phát triển cái bông của chúng ta, tránh trường hợp nó ra lá mắc, cũng như là để cho cái cây của chúng ta nó kích thích ra bông nó đều mắc, tức là cái mắt nào nó cũng kích ra bông mắc. Đây là cái thuốc của chúng ta để dùng để kích bông. Còn cái về liệu lượng phun thì chúng ta cứ theo hướng dẫn sử dụng và tiến hành phun các bác. Phun thì phun định kỳ, thường 5 đến 7 ngày chúng ta sẽ phun một lần các bác, thường thì sẽ phun hai lần kích bông. Là bắt đầu mưa xuống nhiều thì cựa bắt đầu bùng ra thì chúng ta sẽ tiến hành phun kéo bông các bác. Kéo bông tức là khi nào bông nó xuất hiện rõ ràng bác, tức là những cái cựa này nó bung ra này những cái cựa này nó bung ra mà chúng ta nhìn thấy cái bông ấy, là chúng ta bắt đầu mới kéo bác, lúc đấy thì gọi là kéo bông. Còn cái cựa nó mới nứt lên thì gọi là kích bông, kích cho nó ra bông. Còn những cái cựa mà đã bung ra xuất hiện bông thì chúng ta kéo để giúp cho cái bông nó dài cũng như là chắc khỏe bác. Đấy là khi mà cái bông đã xuất hiện rồi, nhìn thấy cái bông bác. Còn mà những cái mắt ngủ mới nứt như này thì chúng ta sẽ tiến hành phun kích bông bác. Chúng ta kích cho nó đều, mắt nào cũng có bông mắt, tránh trường hợp là mắt có mắt không, cũng như là để kích thích cho nó ra bông chứ tránh trường hợp nó lại ra lá mà. Thường thì cái mắt ngủ nó ngủ càng lâu thì tỷ lệ ra nói chung là mắt ngủ càng lâu thì tỷ lệ ra hoa càng cao bác. Chứ mà mắt ngủ mà ngủ cái thời gian mắt nó ngủ ít đấy bác thì khả năng ra lá rất là cao, bởi vì là nó chưa kịp phân hóa mầm hoa bác. Còn những cái mắt nó ngủ thường sau khi thu hoạch chúng ta để nó ngủ khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi gì đấy là cái tỷ lệ ra hoa là rất là cao bác. Chứ mà chúng ta sau khi thu hoạch là chúng ta tưới nước bón phân liền, mắt nó chưa kịp ngủ mà chúng ta đã thức tỉnh nó dậy thì thực tế thì cái tỷ lệ ra hoa rất là thấp bác. Nói chung là ra lá là rất là cao đấy, bởi vì mắt nó chưa kịp ngủ mà. Mắt cứ phải ngủ ít nhất cũng phải 20 ngày ngủ sau khi thu hoạch, ngủ ít nhất 20 ngày chúng ta tiến hành cắt nước để cho nó ngủ nghỉ ngơi phân hóa mầm hoa, rồi sau đó chúng ta mới thức tỉnh nó dậy bác. Chứ mà sau thu hoạch cái chúng ta vô nước vô phân thức tỉnh nó dậy liền thì thực sự là nó chưa kịp ngủ thì nó chưa ra phân hóa mầm hoa được bác. Như này chúng ta tiến hành phun kích bông để giúp cho kích thích nó ra bông, tránh trường hợp nó ra lá, cũng như là để giúp cho cái nó phân hóa mầm hoa nó được đều hơn đấy bác. Ok, như vậy là video chia sẻ cũng giao lưu bác về cái thời điểm mà phun kích bông cho cây hồ tiêu của em mà chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.